Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các bạn gam tách ngược của gam đô trưởng 1 khoảng 8. Chúng ta sẽ xác định nốt đô tonic, tức là vị trí đô đầu tiên sẽ xuất phát. Chúng ta sẽ xuất phát từ giữa đàn. Hai ngón tay cái chúng ta sẽ đặt lên một điểm đô và chúng ta sẽ tách ra hai phía như sau.